Thì có nhiều bác bảo đấy là khi đi mua máy cũ mà không biết xem hàng zin hàng dựng thì tốt nhất là mua của ông A nhưng mang ra chỗ ông B bán. Thì mình nói ở đây đấy, cái đấy nó chỉ đúng được khoảng tầm 50% mà có khi còn không được 50%. Lý do vì sao lại như thế? Tại vì thứ nhất, có thể ông B, ông không biết nhiều về sản phẩm. Không phải là cứ là thợ là biết hết về sản phẩm. Không biết nhiều về sản phẩm nên là có rất nhiều ông là ăn phải cháo gà, cháo lươn rồi là ăn phải hàng dí. Rồi là thứ hai Ông ấy biết về sản phẩm Nhưng ông muốn dìm giá sản phẩm của các bạn xuống Để làm gì để ông thu mua vào giá nó rẻ hơn Bản thân em đây Năm 2022 2022 nhân viên của em nó cầm một con iPhone 12 Pro màu xanh Hàng zin nguyên bản nhá Mang bán ở các cái cửa hàng ở Hải Phòng Tại em muốn khảo sát thị trường Hải Phòng Mang bán nó là hàng zin nguyên bản Bán từ ngã tư cầu đất lên đến cầu rào 1 ở men cái đường là chay đấy ở phía bên tay phải đấy có những cái cửa hàng người ta có kê những cái kệ ở phía ngoài bán điện thoại mà người ta bán còn bán cả hàng dựng nữa cơ bán hàng thay vỏ nữa cơ thì người ta cầm vào con iPhone 12 Pro hàng zin nguyên bản người ta bảo đấy là con máy này đấy nó không phải là hàng zin con này đấy đã bị tháo ra rồi không còn là hàng zin nữa tại vì con máy màu xanh mà ốc nó lại màu đen lúc đấy thì đóng vai trò là người dùng mang đi bán cho nên là không tranh luận quá nhiều nói nhiều người ta lại bảo ơ thằng này là thợ mang đi dí máy Thế là chỉ muốn để tham khảo xem cái giá người ta thu mua lại là bao nhiêu Chứ không có tranh luận, không có cái vã gì cả Và cái con máy lúc đấy em mang đi nó giống y hệt như con máy này Thợ cầm vào bảo đấy là con máy này bị mở ra rồi Ốc đen xì Đây, ốc nó đen kiểu như này này Ốc đen xì kiểu như này này Nhưng em nói nếu là thợ chuyên nhập hàng cũ đấy Cực kỳ thích những con máy kiểu như này Tại vì cái ốc đen như này này Khó để có thể tạo ra một cái ốc kiểu như này lắm Không có vết xước trên ốc két bẩn quanh cái ốc có nghĩa là cái máy này, này này chưa từng bị tháo ra chưa bị tháo ra máy của người dùng thật sự và con máy kiểu như này nó rất là an toàn nó an toàn đến 90% chỉ có 10% là của bọn mang đi dí mang đi dí nghĩa là sao có nghĩa là bọn đấy nó có thể làm ra một chiếc ốc mới thành một chiếc ốc két bẩn như thế thế nên là phải mở ra để kiểm tra đấy là công đoạn tiếp theo nhưng cầm một con máy như này đầu tiên là thích đã đây test áp cho mọi người xem nhé máy này áp căng đét đây Các bác nhìn thấy chưa Máy này được được 4 năm rồi nhá Được 4 năm rồi Ngày trước em mua nó là hàng new cho anh tiếp Mua cho thím em mà Đó thím em bây giờ đổi lên con máy khác Thế nên là để lại con máy này mang đi bán Con máy này nó là hàng zin nguyên bản 100% Ốc còn chưa bị mở ra Ốc còn chưa bị mở và cái tỷ lệ những con máy kiểu như này này Nó là hàng zin đến 99% rất ít những con máy kiểu như này là hàng dựng Ở tỉnh, em nói luôn ở tỉnh Còn ở trên Hà Nội đấy, nhiều đấy Tại vì có những cái đội nó chuyên gia đi dí Nó khác Thì ở đây nhá Ví dụ như hai con máy Một con máy màu xanh 11 Pro Max Và một con máy màu đen 11 Pro Max Đều là hàng new chế tiếp nhá Nhưng bây giờ lộn ốc lên để nhìn xem nó có khác biệt gì nhau không Thế nếu mà con máy như thế này mà dùng cũ rồi Mang đi ra một cửa hàng Nó bảo đấy là Ốc này không phải là ốc xanh con này đã bị thay thế rồi, con này đã bị mở ra rồi, con này đã bị sửa chữa rồi, nó mua giá rẻ. Thì ở đây có hai trường hợp xảy ra, một là thằng thu mua lại nó không biết. Hai là thằng thu mua lại nó cố tình làm ra thế để làm gì để nó ép giá sản phẩm. Đấy, máy màu xanh mà ốc lại trắng đây này. Đó, ốc màu trắng phau đây này. Thế con máy này đang nhớ ốc nó phải màu xanh chứ. Máy màu đỏ cũng thế này, đỏ chót, hàng new chơi tiếp nhá. Ốc cũng trắng đây này. đang nhé, con này ốc nó phải màu đỏ chứ đúng không? thì ở đây đấy cái dòng iPhone như iPhone XS, XS Max đấy, rồi là 14 Pro Max màu tím thì ốc màu tím này, XS thì màu đen ốc đen, màu trắng ốc trắng, màu vàng ốc vàng. cái đấy thì mỗi dòng nó một khác nhau. nhưng ở đây mình phải đặt vấn đề đến là khi mình mang một con máy mua của ông A mang cho ông B bán thì nó có hai trường hợp xảy ra. có thể ông ấy không biết, có thể ông ấy biết nhưng ông ấy muốn ép giá sản phẩm của mình. Thế nên là nó không chính xác được tuyệt đối 100%. Thế nên mình phải trang bị được cái kiến thức để làm gì? Để khi đi chọn mua máy cũ ấy, ít hay nhiều, mình biết được khoảng tầm 40-50% đã. Mở nó ra để kiểm tra, nó chắc cú hơn là việc đấy là cầm của ông A, mang ra chỗ ông B. Mang chỗ ông B nhiều khi loạn sinh ngậu lên. Thế nhá.